Qua những đoạn clip về ông Tư á, thì Bùi Hồ nhận được những cái tin nhắn tích cực. Trong đó có một cái tin nhắn của một cái anh cũng thường theo dõi kênh Bùi Hồ. Thì anh cũng đã làm rất là nhiều bài thơ về cái hoàn cảnh của ông Tư, cũng như là hoàn cảnh của gia đình chị Hương và anh Sầm Hưng, con trai của ông Tư. Thì trong đó thì anh có làm những câu thơ như thế này. Bùi Hồ xin được trích dẫn một vài câu trong cái bài thơ Thương Cha Nhiều Lắm Cha Ơi. Vầng trăng ai nở chia đôi, mẹ tôi trên cạn, cha thời dưới sông. Bao năm sông nước theo dòng, ngược xuôi ngang dọc long đong phận đời. Trăng treo dòng lệ tuôn rơi, thương cha phận đời sống cảnh mồ côi. Giao thừa cha hứa về rồi, sao cha đổi ý lòng tôi gối bời. Ga duyên sao Tết thảnh thơi, cha đã nhận lời thăm cháu cùng con. Đó là những bài thơ rất là hay của một anh cũng thường xem kênh tên là Tân Minh. Xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Và ngày hôm nay á, thì cũng là ngày mà ông Tư đã được đoàn tụ với lại anh Sầm Hưng và chị Hương ngay tại một cái ngôi nhà. Chắc có lẽ đây là một cái cuộc hội ngộ ấm áp nhất và mang lại nhiều cảm xúc nhất cho mọi người kể từ khi Bùi Hồ đã quay clip về hoàn cảnh của ông Tư. Và sau đây á, là cuộc gặp gỡ của anh Sầm Hưng cùng ông Tư ngay tại xã Tắc Dân, thành phố Cà Mau. Mời cô bác quý anh chị cùng đón xem. Bây giờ là chỉ còn vài bước nữa thôi là tới nhà của chị Hương. Cái nơi mà ông Tư đã từng xem qua những cái đoạn video clip của tụi con quay rồi. Thì cảm giác của ông Tư bây giờ như thế nào ông Tư? Thì mừng tới gặp được con cháu là mừng lắm rồi. Bữa nay là vui vẻ lắm đó. Tính cũng chưa có về lục xuất nữa. Nhưng mà thấy con nó cũng mong ước quá thôi, cũng xuống cho con nó mừng rồi để biết chỗ con nó ở luôn. Hỏi đủ duyên lành á thì cái chuyện may mắn nó sẽ tự nhiên đến. Giống như tụi con mà không có một cái chuyến đi về thăm sư cô đó thì chắc cũng chưa có dịp mà ghé thăm ông Tư. Thì có dịp thăm sư cô thì ghé qua ông Tư thì ông Tư có một cái quyết định khá là táo bạo luôn. Và người mà để mà nung đúc cái động lực đó là có ông ba. Ông ba, cái cảm xúc của ông bây giờ như thế này thế nào khi mà ông gặp mà chiến hữu của ông là đã sắp về đến nhà của con gái của mình? Tôi cũng rất là vui, rất là mừng gần tới rồi đó, mà cũng như là ý tôi ngồi trên xe cũng như là cho mừng cảm mừng đó, cũng như biết bất ngại đó. Thì nào mà chú Đạt cũng mà kêu mà Sầm Hưng lại lại rước nàng nãy đó. Đó nói bắt đầu mừng mừng hơn nữa, vừa mừng mà vừa cảm động luôn á. Đúng rồi đó. Anh em thì chỉ muốn chia sẻ những cái đoạn clip này cho cô bác quý anh chị nắm trọn gõ về cái câu chuyện của ông Tư. Sau mấy mươi năm gặp lại con thì cũng có duyên lành để về lại cái vùng đất Cà Mau ngày xưa mà ông Tư đã từng sinh sống gần 10 năm không Tư? Được 10 năm. 10 năm ở ngay tại cái vùng đất này. Đó với ông Tư thì đâu đó nó cũng có khá là nhiều kỷ niệm. Khi mà ông Tư là trên đoạn đường nhắc là đây là cái tỉnh ngày xưa là cái tỉnh Minh Hải, đúng không Tư? Dạ. Ngày xưa thì cái thành phố Cà Mau so với trong ký ức của ông bây giờ, mấy ông cháu mình đi nãy giờ đó, thì nó khác nhiều không? Khác nhiều lắm. Đó đường lỗ này đó cũng ít nữa. Nói cái thành phố cái đường lỗ cũng ít lỗ lắm. Đi nó cũng có 1, 2, 3 ngã 4 cả năm vậy là thôi rồi, chứ giờ tá lá chứ. Nhưng mà đường đất đỏ không hả? Thôi bây giờ cũng nôn nóng, Đạt cầm cái máy dùm Bùi Hồ ha. Rồi Hồ sẽ vô kêu anh Hưng ra cổng ông Tư. Rồi bây giờ chắc có lẽ là con nhà ông ba với ông Tư hoán đổi cái vị trí nhau một tí xíu để cho anh Hưng mở cửa bên đây qua. Ông ba qua đây, ông Tư qua đây. Rồi Đạt tâm sự đi ha. Rồi. Tại vì ông ba chúng tôi cũng muốn tạo cái động lực mà. Cái này không phải là tại vì nha, nhưng mà ông Tư cũng muốn là tạo một cái bất ngờ gì đó cho con cái của mình, đúng không? Hồi nãy là anh Sầm Hưng điện ông Tư nói là sao?
Rồi cha không có đi, cha có chuyện ở nhà. Dạ. Rồi anh Trọng Hưng trả lời sao? Rồi cha không đi xuống chơi luôn, nói cha có chuyện lắm rồi. Ông Tư có xác định cái hướng nhà của chị Hường hướng nào chưa ông Tư? À, hướng này. Bên này ha. Ừ. Con nói với này anh Hưng là nói có bạn gái ra, có anh ra mời người ta mới vô để đâu ta ngại. Đừng áp xuống đây nha. Bà bé cưng hút cô quẹo anh Tân. Ở dưới là cô quẹo. Ờ. Nhà chị Hường ngã bên tay ta phải mình nè ông ạ. Ờ. Nhà này là chị Thê. Ừ. Chị Thê nguyên căn nhà cấp 4 của người ta cũng cắt nhà đó, rồi người ta không có ở, người ta đi Bình Dương người ta làm á, rồi chị thuê lại. Ờ. Phải không? Kìa. Kìa. Đừng nghe. Đây thì anh Hưng với Bùi Hồ cũng ra tới. Anh Hưng. Anh Hưng ảnh ốm, ảnh nhỏ. Thật sự có biết nước không anh Hưng? Hả? Có biết không? Có biết ông Tư gì không? Có biết. Biết hả? Biết. Ôi trời ơi, là mất vui rồi. Không, 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 không. Tạo cho anh bất ngờ, đừng có buồn tụi em nha. Dạ không có gì, tại vì chị Hường có nói hả vậy? Sáng anh sĩ ở trên kia không có điện. Vậy đi, chú sĩ điện cho cha. Dạ. Sáng chú đó tính bữa thứ bảy này chở về dưới này nè. Dạ. Ông Tư đứng bằng nhau luôn á. Dạ ông Tư giờ còn cứng mà đi mạnh luôn mà. Con dữ lên đi đâu chưa? Dạ con mới tới. Vậy đó hả? Dạ. Cháu ngoại của ông Tư sáng nay có đi học không biết? Sáng thằng lớn đi học, thằng nhỏ mới kêu nó đi mua đồ. Đi học hả? Dạ. Rồi, đi vô. Mình làm bất ngờ mà anh không biết chết luôn rồi. Kêu cha gì đây ở. Rồi có nhà dọn không? Sao nè. Cái giường đó chị Hường mua. Mua cho cha giường nè, mùng nữa nè. Đó, gối rồi chồng cha. Mua cho lên lên đâu. Cha. Cha ơi, nghe bất ngờ cho con dữ vậy hả? Bởi vậy. Thấy không? Thấy con sống gì đây đó. Vậy đó thấy không? Nè, con mua cho cha ngủ nè. Nó. Nó. Rồi, đem tên. Rồi, cha ngồi đi, cha ngồi đi. Con đang chặt con vịt. Kêu mẹ quá đừng có mận rồi, vậy mận. Ủa, còn ai nữa? Còn bác ba, bà. Ba. Đâu? Đâu rồi? Bác ba đâu? Bác mẹ không cần. Rồi, đi anh Hưng. Mà đúng rồi, tôi gọi là ông nói hai chú hai cái không? Ôi, khóc luôn, tôi khóc luôn. Dạ, tay con dơ lắm. Dạ, tay con dơ. Trời ơi, là mừng. Ôi, ôi. Này là sau Tết là vui ghê á. Quá trời, em cảm ơn hai em đã đem cho chị là một món quà lớn như vậy đây luôn á. Chú ngồi đi chú. Ngồi đi ông ba. Dạ, chú ngồi đi. Quá trời rồi. Bất ngờ luôn. Không cho hay trước gì hết, chị chú có chuẩn bị gì kịp hết á. Chứ gì kỳ vậy? Đang ở nhà này là có chỉ có chị Hường với hai cháu ngoại thôi. Nhà xuống đây là thoải mái lắm, ở đây cho thấy yên tĩnh không? Ở đây còn thương người mà. Dạ. Hai bên ông ngoại kìa Đăng. Ông ngoại con, hầu ông chú con. Ờ, đúng rồi. Hầu chú chưa?
con bỏ đó nhà. Rồi, cái cảm giác sao anh Tân? Sướng chưa? Thì cô ở về thì thấy cô mừng cho con. Để... Đó, bởi vì con mới kêu cha cứ về đây ở với con. Con ba ngày con đi làm suốt mà con không có ít ở nhà lắm. Cha ở đây về với hai thằng cháu ngoại nè. Rồi tối về cái con đi làm về cái cha con mình quay quần với nhau, quay mâm cơm nhỏ nhỏ vậy đó. Mua cái máy rồi chị, mua cái máy rồi chạy đây luôn á. Vậy hả? Hai ông ba chúng tư là dự định là vượt biển luôn mà. Hai ngày hôm tư có cái máy là chạy hai ngày hôm tư. Hai ngày. Thì ngày hôm tới hai ngày hôm tư. À, con chia sẻ với ông tư gì nè. Vượt xuống đây luôn đó. Chị Hường đã sắm đồ cho ông tư rất là nhiều luôn. Chị anh là anh thân chỉ những cái đồ vật dụng này, như là biết ông tư là lớn tuổi ngủ ở dưới nó bị khó khăn á, mua cái ghế bố á là để dành cho ông tư nè. Cái chụp à, cái chụp bùn đằng kia kìa. À, rồi mua gói nè, gói ôm. Gói vừa bùn mền. Đó. Cho cha đủ hết khăn, bùn đủ hết trơn. Chỉ đón cha thôi, cha đừng bước đây, chừng đừng có ngại gì hết á. Sao cảm xúc bây giờ sao ông tư? Đủ quá mừng cho có cái giờ biết sao giờ. À, cho con đột xuất nó mừng cha về dạ, chơi dạ, vậy. Đúng là bất ngờ với con thiệt mà. Chứ thông báo con trước thì sợ đó. Bởi vậy thì nó lo lắng rồi rầy rọ. Để cho tối luôn. Chị Hường hôm nay là đi làm điện cho chị, nó có khách là chị Hường chị nghỉ luôn á. À, sáng chị đang làm. Rồi em điện đó là chị bỏ về đó. Về cái chị đi chợ. Thì đợi Hưng nó mới xách ra con vịt nè, nó còn con vịt xách ra nè. Chứ chị thì kiếm chị, đồ đựng thịt luôn hả? Chị đâu không có ăn thịt, chị cho ăn cá không à. Dạ, ông Tư không thích ăn thịt hả? Ăn cá thôi. Cái gì cũng ăn hết chứ. Dai găng khỏi đâu mà thịt dai lắm. Nhưng mà bây giờ con đến nhà con thì cái gì cũng ngon hết trơn. Vợ hút muối ra cũng ngon lắm. Hút muối cũng ngon. Nước nước nó cũng ngọt như thường chứ không có mặn. Dạ. Sao chú thấy sao? Chú thấy sao chú bà ba? Thấy cũng vui vẻ. Ở mâm ra. Nói xuống đây là cảm ơn. Dạ. Đi xuống đây cho biết. Ông ba cũng ngủ không được mà, ông ba với ông Tư đều ngủ không được hết mà. Thật ra là rất là bất ngờ. Phải điện cho chị là chị còn không ngủ được luôn đó. Dạ. Còn này không điện là không chị ngủ ngon quá trời luôn. Là tụi em xuống nhà của sư cô á. Rồi quay về cái hoàn cảnh của sư cô, ghé qua tạt qua thăm ông Tư luôn. Rồi ông Tư với ông ba là quyết định về cũng táo bạo ghê á. Chơi về ai chơi lại ông Tư. Không, cái đó cũng là cái duyên, tự nhiên cái cuộc đời mình nó hào hứng để hứa trước thì không hứa. Mà đi bất ngờ vậy đó là con cái nó mới là độc nhất, nó mới mừng không nữa. Chứ mình lo chứ thì con nó lo rồi. Sợ con lo nhiều quá đó, đúng không? Lo nó trông đợi rồi làm đồ ăn đồ uống đồ ở này nọ nó lu bu lắm. Đó, mình xuống độc nhất vậy có gì ăn nấy vậy mà thấy tình cảm nó vui hơn. Như đợt vừa rồi á thì chị Hường cũng đã làm đồ ăn để chuẩn bị cho ông Tư. Đúng rồi. Thấy cũng thương con đúng không? Dạ. Anh Hưng ra là bà Tư làm con vịt ra cho ông Tư luôn hả anh Hưng? Dạ, sáng mẹ phải làm vịt. Bà Tư biết ông Tư về đây không? Cũng không, chắc không biết. Sao đâu ai biết đâu, bất ngờ nè. Sáng sáng làm con vịt, bà Tư làm con vịt đem ra. Cho ông Tư. Làm tại vì đang làm nhà chóng á. Làm ăn đồ này kia. Sáng mới nghe anh sĩ cũng điện, nó có cha xuống vậy đó. Dạ. Rồi thôi kêu mẹ, thôi để anh dịch là đi sách ra này luôn. Chỉ chở bà Tư ra luôn. Chỉ ngày hôm qua đó. Tại vì nhà dở trang vậy đó mới hào hứng, mới vui hơn. Chứ bây giờ... Tao mấy chú chở rồi mà tôi phái rừng đi rất lạ lạ, tôi không muốn đi nữa. Quen quen thì đi nó dễ để đâu ông Tư bán nội tạng luôn á. Dở bán rồi sao? Bán chắc tao không mua vậy. Tao mua trời. Ông giờ giờ có thịt có gì đâu mà tao mua không? Tao mua nội tạng. Xưa mà có giá thịt nữa
tại không cần còn khỏe lắm á. Tối nay thì chị Hường sắp xếp cho ông Tư với lại ông Ba ngủ ở đâu? Có chỗ ngủ hết chưa? Có chỗ ngủ hết rồi đúng không? Hết. Có mùng chụp đồ ngon lành luôn. Chụp ngon lành luôn. Đã có chuẩn bị từ từ năm trước rồi, đúng 2 rồi. Năm rồi. Đúng không? Chị chuẩn bị từ năm ngoái rồi mà. Dạ. Thôi bữa nay thì cũng đến đây rồi, cũng chung vui với lại nhà chị Hường là một hai ly rượu với ông Ba đó mà. Cho nó vui đồng viên. Đúng rồi, hôm nay thì thôi em ở lỡ xuống đã xuống tới đây rồi á thì ở lại cùng với chị bữa cơm. Dạ. Sum họp gia đình chị cũng nhờ là cũng nhờ có hai em mà cũng có duyên thiệt á. Em có con có nói với chị Hường đó, nó thôi để cho ông Tư ông cứ bình dị ông sống vậy. Rồi em xuống em qua em gặp chị em với Đạt thì giải quyết công chuyện với chị với Linh Thân rồi nè. Cho xong rồi cho ông Tư để từ từ ông thay đổi ý định ông về Cà Mau. Mà tự nhiên bất ngờ thiệt luôn trời. Hai chị em cũng cũng nói chuyện xuống sinh. Cũng muốn cha chị với chị lắm. Ông cũng nói ai cũng muốn hết chứ không phải là mình nên chị đâu. Cái nhà này á thì hai đứa cháu của ông Tư đi học hết. Chị Hường thì đi làm. Còn nguyên căn nhà bỏ để vậy đó chiều mới sum họp với nhau. Nghe thấy sao? Yên tĩnh không? Anh Hưng lấy... chị có mua mấy bộ đồ đó hả? Bữa hôm chị mua mấy bộ đồ rồi kêu Hưng sách lên chỉnh cho... Ông Ba. Chú Ba. Chú Ba. Giờ ở xuống đây thì... Xuống đây chú Ba mặc lại đồ khác. Mấy bộ đồ kia cản trả lên chứng lại. Dạ. Để đến Hưng đi chỉnh cái hơi sách lên chỉnh cho chú Ba. Rồi chị nào cha với chú cha xuống đây thì mình mua cho cha cái khác. Cái bộ này sách sao hay gì nè. Ông Tư còn được mấy bộ đồ mới? Bộ hai ba bộ đó nhiều lắm. Có một bộ đồ kia mặc hoài luôn á. Bật mới bật nữa mà vớt cái chai chú lượm bụi luôn. Vậy hôm nay không có không bị chai. Chịu nhỏ ra đi mua sắm luôn. Mua quần, mua áo, mua kiếm mát, mua nha. Chịu không? Thôi con ơi, chú ra đi bữa nay chơi đêm nay tâm sự cha con mình nói chuyện được rồi mời cha xuống về rồi. Sao mới xuống đây về? Mới xuống về hả? Hai ba ngày rồi. Rồi cũng chưa biết. Bây giờ tùy theo cuộc vui. Em Tư. Cái đi không quyết định cái một đâu được. mà tự nhiên mình mới vừa xuống cái mình nói về cái cũng buồn. Thôi lại đó từng nào đến đâu hay đến đó. Đã mình dân chơi mà mình đâu sợ mưa rơi. Đã từng đi đây đó mà đâu phải ăn đứng thu nằm chỗ đâu. Cái giọng cười tư giòn dữ ta. Dân đi đây đi đó mà đâu phải dân ăn đứng thu nằm đâu. xuống đây là con bắt ở đây luôn con không có đưa về. Cha cũng về được à? Không ai cộng về trển. Chứ con ở khoảng tầng nữa con mới về á. Để cho anh Hưng cộng đi hoặc là đạp xe đạp hai cho con cặp về. Chắc là mua cái máy rồi là định chạy xuống đây chứ gì? Định chạy bất ngờ á, à, cho con với Hùng. Đi tới đâu vớt tới đó hả? Đi đâu vớt tới đó, đi đâu sống tới đó à? Có tiệm cái mình xức ga, xức vô dây ga cái mình đi tiếp. Đúng rồi. Có nhiều hơn. Bán này cái mình tắp vô mình bán xong mình lấy tiền đó cái mình đổ xăng mình chạy tiếp. Có nhiều cô chú anh chị nói á là nếu như mà ông Tư sợ ngại với chị Hường á thì ông Tư đem xuồng rồi xuống đây nè, có ông Ba xuống đây vớt ở dưới sông. Tối lên nhà cô chị Hường ngủ cho nó ấm cốt. Thì ban ngày thì vớt ở dưới sông vòng nó làm một vài ly rượu rồi chiều lên nhà ngủ. Cái đó là mình được cũng đâu có mình ảnh hưởng cuộc sống con cái gì đâu, đúng không chị? Cà Mau mình thì sông nước chứ chị. Ô ve chai nhựa đồ đầy luôn mà. Để từ từ suy nghĩ đi. Sao suy nghĩ đi. Suy nghĩ là cho con xin vui nha. Cái cha dẫn hoài con cũng lo lắm á. Mấy bữa điện không được á. Trời ơi. Không làm gì hai ba ngày con điện lên không được.
không biết sao mấy riện đổ chuông mà alo mà không có chịu bắt máy chứ mà cho hỏi lại mà không ai trả lời chứ nghe là đổ chuông làm gì đó mà điện tới điện lui điện xuôi điện ngược là ông tư bắt cái không đúng nút bắt máy gì vậy cũng phải thì cái thấy thì chỉ bấm vậy cái thì nghe hả hai bữa trước là điện sáng điện rồi chiều điện đổ chuông mà không ừ điện ba bốn cút thì cho ngồi điện dưới sáng thì cho ngồi trong ghe con có luôn cái điện dưới tối rồi này lọ thì ngồi bên chú ba nói chuyện rồi chơi đó hôm tết giờ là ở với chú ba là nhiều giờ là vui là cười các bạn ông ba có cái nghe gặm cái ông ba cái ăn tết nó luôn đậu đó anh em chiều hủ bỉ ra gai ra gai vậy đó rồi ngủ vậy là tết năm nay thì chị thường làm ăn được à tại vì năm rồi mấy cái chuyện mà nó không vui rồi qua hết rồi bây giờ năm nay là chị thường là xong đất đồ làm ăn là ngon luôn á mà chú cũng được về Cà Mau này chú cũng lòng hớn hở vì xa Cà Mau này cũng là mấy chục năm rồi chứ hồi chào thanh niên thì cũng quanh quanh liệt liệt đi tới U Minh đầu dữ luôn hả thì tới U Minh rồi qua Kiên Giang chơi luôn cũng một thời lang bạc mà quen bạn đó, bạn nó dắt nó chở về bên Kiên Giang chơi luôn kìa. Đường xa không làm trùng chiến Nam Nhi hay không Tư? Từ nãy cuộc sống ở nhà chị Thường nó yên bình giống như cái dòng sông ông Tư từng sống không? Đúng rồi, con ở về thì cũng được. Ở đây có yên tĩnh luôn á, cho thấy không có ăn lên được. Mà mình thấy con ta thì cũng chưa biết là thời gian nào thôi chứ phải nhà đặc biệt thì nó cũng đang đây ngon à, nữa. Còn một cái nhà ở giống đó kìa, nếu mà đằng này bị đuổi mình chạy lên kia, ở nhà nguyên cái nhà bên ấp 2 Tân Thành bên đây nè. Nhưng mà mình ở đàng hoàng đâu ai đuổi đâu. Ý là chỉ sợ là người ta lấy lại người ta ở thôi. Nếu người ta không lấy lại thì chị thường à, không hoài được. Có người ở giữa nhà người ta còn mừng gần chết luôn. Rồi muốn làm giấy tờ thì cần bắt đầu không, nội cho bình trà coi. Rồi mấy anh trà sẽ nói là em ba nói chưa ở chỗ mình ba sẽ có những cái gì ở đó hả, cái này là bồn bồn đúng không chị? Bồn bồn. À, bồn bồn này là mình làm gì ta? Chị nấu lẩu chua. Lẩu chua ha. Lẩu thái bồn bồn. Lẩu thái, mua cá, mua mực, mua tôm, mua chả. Chị làm lẩu thái. Rồi nữa. Ừ. Xuống lần nào bà Tư cũng hao con vịt với lại hao đồ tùm lum luôn trời. Có gì đâu, thì mình hiếu khách mà, khách nào cũng vậy thôi. Bồn bồn ngon lắm á. Ừ, bồn bồn ngon lắm nè. Mắc không chị? Mắc. Bồn bồn này cũng đỡ, sáng chị mua có 25 ngàn ký à. Không mắc cho lắm. Nhưng mà chỉ có tại cái hải sản nó mắc thôi chứ rau rồi nó không đến nổi. Một bịch đó là ký đó. Ký hả chị? Bồn bồn ngon lắm. Nè mấy anh kêu là bây giờ bắt đầu từ công an địa phương. Tức là lợi ngay công an địa phương á, ở cho chị ở đó. Rồi là kêu xin cái mã định danh. Rồi đi làm cái căn cứ đi chơi trước. Với lại phục hồi trong Tư những cái giấy mà xuất ngũ á. Thì trước đó á là phải làm cái căn cứ công dân đã. Rồi những cái giấy khác thì mình mới làm tiếp được. Phải có căn cứ cũng mới làm những cái giấy tờ khác được. Dạ. Chứ không có căn cứ cũng đâu có làm giấy tờ khác được đâu. Dạ. Qua mấy anh ở tẻ cũng hướng dẫn cho chết. Rồi chứ tính là tại vì bữa nay một tay rồi 6, 7 tay, 8 tay là chứ phải gom lãi, đăng lãi đó. Để ngân hàng chính sách nè. Bữa nay hôm qua mới chạy đi làm mấy bộ hồ sơ người ta xong. Rồi qua 8 tay có thể là ló 9, 10 tay gì đó chị mới có thể đi chỉnh được. Lên chỗ ông Tư lại. Lên chỉnh đặng coi. Chỉ có cha chị mới biết được là cha ở đâu, sinh ra đã từng sinh ra đâu, đi đó. Đi sư đoàn nào đó. Chỉ có cha chị mới biết thôi chứ sao chị biết được. Dạ. Cho nên là đi thì cũng phải có cha chị. Thôi vậy là nó viên mãn đó chị. Ha. Giờ lo cho cha gì đó, và nếu mà có giấy tờ rồi thì cha muốn ở đâu cũng được, cũng bảnh. Cha ở đó thì chị có, chị lên chỗ của ông ba.
chị Hương rồi hai thằng con gì nữa. Dạ. Đi chở anh chơi với cha tới chiều tối mới về, về đây cũng 10 giờ đêm à. Ở nhà ông cậu Tám đó. Dạ. Nhìn bồm bồm nhìn ngon ghê á. Trời cũng bà cậu ơi, dễ trời Phật đồ này nói đó. Mạnh khỏe mình giúp chai cho chị luôn rồi uống. Chị nấu cá linh điêu hồng nữa đó hả chị Hương? Dạ cá thôi. Ồ. Cái này rồi thôi, chắc có lẽ là chút xíu anh Hưng, ảnh nhờ anh Hưng mua ha, ông Tư với ông Ba nửa lít rượu hai người làm xị xương xương cơ chứ. Rượu bán kế bên đây luôn á. Dạ, làm xị xương xương. Kế bên đây đủ không con? Đủ cái nhỏ xíu. Dành cho đoàn viên cho vui, cho có tiếng cười ha. Rồi. Dạ. Thôi chào, hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. À, đậu thái.